Sau Tết là lúc cơ thể cần thanh lọc, đi tọc và giải độc, giảm cân nhất sau gần cả tháng chinh chiến dung nạp chất béo, đường và rượu bia. Sau đây là những cách đơn giản nhất giúp thanh lọc, giải độc gan, thận và giảm cân tại nhà đơn giản, hiệu quả và rẻ tiền nhất ai cũng làm được. Bên cạnh trị kháng viêm, cảm lạnh, tốt cho tim mạch, hệ tiêu hóa, tăng sức đề kháng, giúp thơm miệng, thông mũi, giảm stress, thảo dược dân gian bạc hà còn giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể, giảm mỡ máu rất hay. Gừng, mật ong, chanh từ xưa nổi tiếng là những loại thảo dược, thức uống dân dã, rẻ tiền, dễ tìm với khả năng kháng viêm, giảm đau, giúp giảm cân, tăng mỡ máu giúp tăng cường hệ miễn dịch cũng như sức đề kháng cơ thể. Sự kết hợp hoàn hảo của các loại thảo dược như bạc hà, gừng, mật ong, chanh tạo nên một thức uống hay một loại trà thơm ngon, rẻ tiền, an toàn, cực tốt cho sức khỏe với công dụng giảm cân, đánh tan mỡ máu và thanh lọc cơ thể trên cả tuyệt vời. Một số lưu ý để có ly trà bạc hà, gừng, mật ong và chanh thơm ngon, an toàn. Lưu ý 1. Vì bạc hà sâu rất thích ăn nên hãy cẩn thận khi mua bạc hà ngoài chợ. Tốt nhất là các bạn nên tự trồng bạc hà ở vườn nhà cho nó an toàn. Bạc hà rất dễ trồng, chỉ chịu khó bắt sâu là ổn. Lưu ý 2. Những ai bị đau bao tử, đau dạ dày thì khỏi dùng chanh cũng được. Lưu ý 3. Để phát huy tối đa khả năng thanh lọc cơ thể, giảm cân thì ly trà thảo dược này tốt nhất là uống vào buổi sáng trước khi ăn khoảng 15 đến 30 phút. Trà xanh từ xưa là thức uống quen thuộc cực tốt cho sức khỏe. Vị đắng, chát của trà xanh giúp giảm cân, làm tan mỡ máu. Bên cạnh giúp giảm cân, kháng viêm, chống oxy hóa các gốc tự do gây hại cơ thể, trà xanh còn tốt cho tim mạch, huyết áp, ngừa ung thư, tiểu đường. Sả và gừng là thảo dược dân dã giúp giảm cân, tăng mỡ máu, thanh lọc, kháng viêm và giữ ấm cơ thể. Bên cạnh tốt cho hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, huyết áp tim mạch, sả và gừng còn giúp phòng chống ngừa ung thư hiệu quả. Chẳng cần phải bỏ thời gian để đi tập gym, uống thuốc giảm cân, phẫu thuật thẩm mỹ tốn kém, nguy hiểm. Mỗi ngày chỉ cần bỏ chút ít thời gian ra pha trà với 3 tách trà xanh cùng với gừng và sả là đủ để giúp chúng ta giảm cân, tăng mỡ máu, không lo tăng cân cũng như những bệnh tật nguy hiểm gõ cửa ghé thăm.
một loại thảo dược dân giả rẻ tiền nhưng giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan, thận, giảm cân, tăng mỡ máu vô cùng hiệu quả, đó là khổ qua rừng hay có nơi gọi là mướp đắng. Vị đắng ngắt của nó tuy gây khó chịu, khó uống đối với nhiều người nhưng người xưa nói, thuốc đắng giả tật quả là không sai. Y học hiện đại đã chứng minh bên cạnh giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể, vị đắng của khổ qua còn giúp làm đẹp da, phòng trị bệnh tiểu đường cũng như tiêu diệt tế bào ung thư, gốc tự do gây hại cơ thể cực hay. Cách chế biến hay pha trà khổ qua rừng rất đơn giản và dễ làm. Chúng ta có thể hái lá và dây khổ qua về pha tươi hay phơi khô để pha trà đều tốt cho sức khỏe. Cách đơn giản nhất là pha lá và dây khổ qua còn tươi. Tuy nhiên, để luôn có trà khổ qua để uống thì bạn nên phơi khô rồi lưu trữ trong ngăn mát tủ lạnh. Bạn có thể uống trà khổ qua xen lẫn với nước lọc ngày 3 lần, mỗi lần 1 ly cối. Lưu ý những ai bị huyết áp thấp, phụ nữ mang thai thì không nên dùng trà khổ qua kẻo nguy hiểm. Từ lâu chuối và sữa chua đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên là nên dùng hàng ngày để có được một cơ thể trẻ đẹp và khỏe mạnh. Cải chuối và sữa chua đều rất giàu dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin rất tốt cho hệ tiêu hóa, tim mạch và huyết áp và sức khỏe đường ruột. Bên cạnh giúp nhuận trường, sự kết hợp tuyệt vời giữa chuối xiêm và sữa chua không được tạo nên một giải pháp giảm cân và thanh lọc cơ thể rất tuyệt vời. Cách làm rất đơn giản, chuối xiêm chín từ 2 đến 4 trái, sữa chua 1 hũ. Lưu ý để giảm cân hiệu quả nhất thì chúng ta nên dùng sữa chua không đường hoặc ít đường. Những ai bị đau bao tử, đau dạ dày thì nên dùng nửa hũ sữa chua ít đường. Để sữa chua và chuối xiêm phát huy tối đa hiệu quả giảm cân thì nên ăn vào buổi sáng trước khi ăn sáng chừng 30 phút. Vì bên cạnh giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể thì sữa chua và chuối xiêm còn giúp đẹp da, tăng sức đề kháng nên chúng ta cần ăn hàng ngày.
sẽ còn rất nhiều cách giảm cân tại nhà đơn giản và hiệu quả mà chúng tôi chưa liệt kê ra hết được trong clip ngắn này, nên hy vọng sẽ được các bạn chỉ bảo thêm. Chúc các bạn đầu xuân vui khỏe và giảm cân, thanh lọc cơ thể thành công.